đang cùng theo dõi bản tin của kênh tin tức mới 365. Với đội ngũ biên tập viên năng động và linh hoạt, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nhanh nhất về những vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính sẽ có trong bản tin của ngày hôm nay. Tiêu chuẩn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội theo quy định của Đảng. Họ chưa biết sợ hay do lòng tham không đáy. Tiêu chuẩn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội theo quy định của Đảng. Thưa quý vị, theo quy định của Đảng về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn cán bộ đối với chức Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực khác. Vào chiều ngày 2 tháng 5, tại kỳ họp bất thường, Quốc hội đã miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ. Hiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi Quốc hội kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội. Cũng tại kỳ họp Quốc hội bất thường vào tháng 3 năm 2024, Quốc hội đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội kiện toàn chức danh Chủ tịch nước. Như vậy hiện nay, trong các vị trí lãnh đạo chủ chốt có hai vị trí cần phải được kiện toàn trong thời gian tới. Chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội là do Quốc hội bầu. Chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội cần phải đảm bảo các tiêu chí tiêu chuẩn như sau. Theo quy định của 214 của Bộ Chính trị, chức danh Chủ tịch nước cần phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực. Có uy tín cao, là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và toàn nhân dân. Có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt trận công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng. Hiểu biết sâu rộng về công tác tư pháp, là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và công tác cộng đồng trong và ngoài nước, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ ngành trung ương, tham gia bộ chính trị trọn vẹn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do ban chấp hành trung ương quyết định. Còn chức danh Chủ tịch Quốc hội phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần phải có những phẩm chất năng lực, có uy tín cao, là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng, toàn Quốc hội và nhân dân, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được phân công, có năng lực nổi trội, toàn diện trong các lĩnh vực công tác, nhất là trong việc hoạch định, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và trong việc chỉ đạo thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng pháp luật, giám sát thực thi pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và bảo đảm mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Hiểu biết sâu rộng hệ thống pháp luật của Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế, có năng lực điều hành chất lượng, hiệu quả các phiên họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương, tham gia bộ chính trị trọn vẹn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do ban chấp hành trung ương quyết định. Bên cạnh các tiêu chuẩn cụ thể, các chức danh nêu trên còn phải đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn chung theo khung chuẩn chức danh cán bộ, diện ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư quản lý, trong đó có tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trình độ, năng lực uy tín, sức khỏe. Họ chưa biết sợ hay do lòng tham không đáy. Thưa quý vị, nhiều vụ án lớn được đưa ra xét xử, nhiều vụ án mới vừa được khởi tố, trong đó có nhiều cán bộ nhúng chàm, nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Câu hỏi đặt ra, cán bộ chưa biết sợ hay do lòng tham không đáy? Vụ án Vạn Thịnh Phát đang được xét xử tại thành phố Hồ Chí Minh với bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát là chủ mưu, đưa được vụ án lớn như vậy ra xét xử là một thành công lớn trong công tác phòng chống tham nhũng. Chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, sáng 22 tháng 11 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu rất cụ thể, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã làm ngày càng tốt, có thêm nhiều kinh nghiệm bài học,
Tuy nhiên, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không phải chỉ đến đây là dừng, mà phải tiếp tục lâu dài, nghiên cứu luật pháp, các cơ chế chính sách để có những biện pháp đúng trúng và hiệu quả. Nói và làm, ngay sau Tết Giáp Thìn 2024, những vụ tiêu cực tham nhũng lớn khác được các cơ quan chức năng tiếp tục phanh phui. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Cùng thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ, và ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng với tội danh trên, và một số cán bộ khác. Đây là kết quả của quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, một công ty chỉ tầm cấp huyện, có phó tổng giám đốc chỉ mới học lớp 4 mà làm mưa làm gió ở nhiều địa phương. Nói và làm, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không phải chỉ đến đây là dừng, phải tiếp tục đấu tranh lâu dài, nghiên cứu luật pháp, các cơ chế chính sách để có những biện pháp trúng, đúng, hiệu quả như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 37 và đã có thông báo xem xét đề nghị kỷ luật đảng hàng loạt cán bộ, trong đó có ông Phạm Đình Cự, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, và các ông Nguyễn Tư Sơn, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét những sai phạm của các cán bộ thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội liên quan đến việc thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện, trong đó có trách nhiệm hai kỳ bộ trưởng cùng 4 thứ trưởng và nhiều cán bộ thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Tại hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 được tổ chức hôm ngày 10 tháng 1 năm 2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực Trương Thị Mai cho biết, trong năm 2023, các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, 2.079 bị can về tham nhũng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2022. Từ số liệu đó, bà Trương Thị Mai băn khoăn, trong các nhiệm kỳ gần đây, dù đã đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đạt nhiều kết quả quan trọng chưa từng có, nhưng tại sao vẫn còn có nhiều cán bộ vi phạm? Cán bộ chưa biết sợ hay do lòng tham không đáy để vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, có vụ việc liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên quan cả trung ương, cả cán bộ địa phương. Bà Mai đặt vấn đề và đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đầy đủ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục tốt hơn. Nhớ lại vụ án chuyến bay giải cứu, Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên, cựu Phó Phòng Tham mưu Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an Vũ Anh Tuấn và cựu Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ với số tiền cực lớn, Kiên 42,6 tỷ đồng, gần 2 triệu đô la Mỹ, Tuấn 27 tỷ đồng, hơn 1 triệu đô la Mỹ, Hương Lan 25 tỷ đồng, hơn 1 triệu đô la Mỹ. Đó là số tiền tham nhũng quá lớn, nhưng chưa thể bằng bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, dám đưa tay nhận 5,2 triệu đô la Mỹ hối lộ từ bà Trương Mỹ Lan. Cho nên có câu hỏi, cán bộ chưa biết sợ hay do lòng tham không đáy, rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Vấn đề căn bản là kiểm soát quyền lực, đảng đang xây dựng một hệ thống kiểm soát quyền lực. Khi nào quyền lực được kiểm soát, công tác phòng chống tham nhũng có những biện pháp đúng, trúng, hiệu quả như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thì mới hy vọng có thể hạn chế được những vụ tham nhũng lớn.